Ok các bạn, thì hôm nay mình đã sở hữu được trái liều bạc, trái báo đốm. Thì chỉ sở hữu này cũng không chỉ mừng mà mình có thể sở hữu thêm Haki quan sát V2 người tiên nhận thì mới cày cái. Bạn biết cày cái gì không? Nếu các bạn không biết cày cái gì nghĩ cày luôn. Rồi thì bây giờ cái thứ mình sẽ bắt đầu cày là vô Black Phú trước, cái vô vô là cái series cũ của mình. Và sau đó nhiệm vụ tiếp theo là mình phải qua đảo trời, mà muốn qua đảo trời thì bây giờ không dùng cái hung mình sao qua rồi đó. À, thôi cứ cố gắng qua đi, chỗ đó không đâu có được đỏ chế trái trái quỷ đâu. Các bạn muốn lượm thì không phải lượm ở C1 đâu, lượm ở C3 lượm. Thì rồi okay, giờ mình sẽ mình phải xem kỹ cả cái SP của mình. Cái SP mình phải phải đạt đủ 5.000 SP nha, cái đó là full SP luôn rồi đó. 5.000 nha, nhớ nha, 5.000, 5.000 chứ đừng có 5 5 5. Rồi ok nè. Rồi chứ cái hàng này là cho mua hai cái băng sát nè. Để coi coi có bao nhiêu SP rồi. Có 4.000 SP rồi. Nếu mà 4.090 là chỉ mình chỉ còn 910 SP thôi. Ok thì lúc này thì mình sẽ đi cày SP nha các bạn. Chuẩn bị xem kết quả. Oh my god. Nó có thật là 500 SP, lâu 5.000 SP không? Ô nó chỉ dùng thì chiêu tùm lum rồi. Rồi. Are you serious right now bro? Thôi ok, 998 cũng được. Rồi ok. Ok được chưa? 3 2 1 5 lên. Đâu. Trời ơi nó à. Bạn cũng chưa mạnh hơn ta. Quỳ 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 mẹ mày. Trời ơi, hơn quá, mày mất bao ti. Mẹ ơi. Ủa đang đang qua C3 mà má. Trời ơi má ơi là má. Cuối con với má ơi là má. Hơn quá ra được xe lì rồi. Ủa với tao đây con. Mình cũng đang dùng cái leo bắt. Người ta nói là leo bắt mạnh lắm. Nhưng mà chưa có mạnh tới nổi đâu các bạn. Mới có mastery 126 rồi sao mạnh má. U ghê mấy. Rồi thì nãy em farm nó nói thì cũng chết rồi. Rồi nãy đi về lâu cũng chết luôn á. Từ từ trên cái đảo chờ không biết đường nào về luôn. Rồi ok. Chứ là cái đại miếng hình tàn thành tàn hình nữa. Ui 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 ui. Rồi. Chào đón anh Shiba. Qua. Rồi. Giờ mới qua. Ok. Được rồi cái. Rồi. Thì vãi lộn. Thì muốn qua được cái đảo đảo rùa thì chúng ta phải cần thuyền. Chứ giờ đâu có gì đâu mà đi nữa. Chiên chạy tới cái đầu nó có mắt. Ta-da. Có mắt. Bà mẹ ơi.
hồn quá đầu tiên luôn. Trời ơi là trời, má bây giờ chạy tới luôn rồi đó, mới giờ chạy tới, chạy gần tới cái đầu đó là gì, nguyên nguyên cái đứa nào lướt cái thuyền tới luôn, cứu hồn. Ủa mấy em tí chết luôn rồi đó, tưởng thuyền chìm xuống đó không được chạy đó, có nguyên cái mắt luôn rồi. Gù này ghê chưa, dù quá ghê rồi. Ok, rồi đi thôi, cho bạn khám phá con rùa vậy được rồi. Còn em con rùa đó, thân rùa đảo rùa, mấy đứa nào chơi chơi kỳ ghê á, hay thấy mình mạng lắc xong cái chạy tới lên cái lụm thuyền của mình luôn, đỉnh. Mà không biết mạng lắc hay là tụi nó hấp nữa trời, định định những đến đến nó cái nó bu vô luôn. Gớt cái nết 4 5 6 7 8 9 rồi, ok, lên rồi, đến rồi. Ôi đảo rùa này thấy giờ sao giờ nó lạ dữ vậy trời. Rồi, bây giờ mà thấy nó lạ đúng lạ luôn rồi. Ok rồi, cái đảo mansion này đúng không, nhớ gì đó, level 1900 mấy á, cái level 1910, level 1950 chứ lộn. Rồi ok, cứ biết là bắt chạy vô rồi. Mình còn nhớ cái ông Hungry Man đã nằm cho nè, à quên nữa, thì mình có làm cái nhiệm vụ của cái ông mà là Citizen đó, ZZ á, mình có làm qua cái ông, mình có làm kiếm được cái nhiệm vụ, kiếm được cái gương luôn, ghê hơn ghê chứ, thanh niên hơn có khác. Ok rồi, giờ bây giờ mình có chặt thằng chắc 5 triệu rồi, giờ bây giờ còn cần gì phải cày nữa, đi đi ăn hai kêu quan sát thôi. Rồi hai kêu quan sát ngoài cái xác của mày đâu, thằng Hungry Moo này bay. Ê rồi, hello ông già, tôi 5.000 SP rồi đó nha con. If you bring me a decent meal, I can teach you something. Ok. Rồi xong, có quả táo nữa rồi. Mình đã biết không có rồi, chứ giờ sao có. Thấy chưa? Ôi. Ở có ai không? Ăn ké. Ăn ghê chứ. Rồi giờ mới ơi xong cái rồi, bây giờ đường nào đi về? Chuối nè. Cái chuối này ở trong đảo cây nha các bạn. Đó. Mày coi coi, đây, chỗ này. Đó, thấy chưa? Rồi, ok, thì giờ mình sẽ về mình kiếm tiếp. Kiếm được quả chuối là hơn. Còn cần kiếm xe bơ này nữa mấy. Cho tôi kiếm xe bơ. Này là gì đây? Chuyển xuống. Rồi ok. Rồi bây giờ coi coi có trái dứa chưa. Đấy rồi, chưa lụm được trái dứa nữa. Mình định để nó spawn nhưng mà thôi để lâu quá. Hơn luôn. Chạy. Nhưng mà mình sợ nhất là cái đứa kia nó cạp mình. Vô luôn. Vô được. Được nha, đừng cạp em. Mình đang sống tốt lành, đừng cho em sống sống kìa tốt chết. Cùng cũng đã đến rồi, đã ru đi khoảng 629 tỷ 29 triệu 049 ngàn tiếng à. Rồi đi thôi. Rồi con này mới quan trọng là ồ như vậy, ui tông nhảy rồi ok. Rồi bữa nay em cầm cái dứa hoài luôn á trời. Rồi ok, thấy bây giờ đi nè, đi cho cái ông kia nó ăn
Đâu, đi đúng chỗ chưa? Ôi, đi đúng chỗ luôn. Đi ngay cái chỗ mà không thấy ổng luôn. Ghê chưa? Biết chuyện một năm của tôi. Rồi ok. Rồi, ông nói bụng lắm đúng không? Một lát tôi mua mì hảo hảo cho ông ăn. Rồi ok. Rồi thì ít tới xin can you do that for me. Rồi ok. Đó, trước tiên you need to do that for me là bằng cách là how. Ôi, thôi nghĩ lại luôn đi, nghĩ lại luôn đi, nghĩ lại đi. Làm vụ lẹ đi. Rồi ok, có cái tô rồi. Đi thôi. Cứ cho nhẹ nhanh. Vậy em chỉ nhanh rồi. Thôi mày còn vai mày đang hồi hộp lắm luôn nè, hồi hộp mày bị kẹt hết hồi hộp luôn á nhà má. Ôi trời, không chịu đựng được nữa đâu. Hey delicious, thank you so much, I will reward you. Mày có muốn học không? Mày có muốn mua hai kiểu bay sắt V2 với giá là 5 củ chắc? Cái này siêu level và hot bar of your opinion upgrade your dodge cool down let's your blue on the screen. À là sẽ giảm cái độ mờ trong trong cái màn hình á. Edit and player able faster dashing towards player in combat. Rồi mà không biết cái đó là cái gì. Rồi ok, mình đã mua nó rồi. Thì sau đó là tại sao mình lại có cái này? Are you serious? Rồi ui giảm thiệt luôn nè, ui giảm thiệt luôn. Ui thì mình có cái gì nằm ngay trước 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 mặt mình nè, trước trước đằng sau mình nữa mày. Hello hello chà chà, ủa gì chà 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 chà. Chà, né được vẫn như bình thường. Ui. Ủa gì nó không có tính năng là mới bị mất 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 hết mấy cái né là nó được bật lại bình thường luôn hả? Ủa gì nó không cho hả? Ủa cho thì kệ. Cha game này. Ủa tưởng coi xa lắm mà người đâu coi xa thiệt. Rồi quá xa luôn. Ui. Level 2400, level 2360. Ui level thiệt luôn nè. Này level thiệt luôn nha. Ui thấy ở xa ấy nha. Đừng đùa. Wow, hai cái bằng sáng này cũng ghê. Vãi. Ủa ra hai cái bằng sáng V1 còn hơn được cái hai cái bằng sáng này nữa trời. Ôi quá là xịn. Ủa nhà mình thích hai cái bằng sáng này nha. Để mình coi coi tụi nó đi dùng trái gì rồi sau đó mình vô mình xem. Rồi ok. Đâu? Mấy cái đứa khác đâu? Đây bộ 2400. Rủ thằng nào đây gần gần đây đi. Rồi như vậy là được rồi. Đâu nó đây dùng cái gì? Ui mày biết nó đang dùng cái gì á, mày biết dùng cái gì không? Dùng trái out game, nó out game luôn rồi. Đây mình sẽ vô mention coi coi mấy đứa này đi dùng cái gì đây. Rồi ok, thử nha các bạn, thử nha, thử nha. What are you serious? Đừng đi mà. No, nó đi hết rồi. Ok. Ok, và cảm ơn các bạn đã xem video này. Và nếu mà thấy cái video hay, cái này cho một like và đăng ký chia sẻ. Nhưng mà là fan chính của mình nha. Rồi, tạm biệt các bạn.